Vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Quý Tỵ, tại lễ đài tịnh Xá Ngọc Minh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã long trọng cử hành đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557, Dương lịch 2013 và đêm lễ Hoa Đăng thắp nến cầu nguyện, có hàng trăm Phật tử tham dự. Đại đức Thích Giác Hiếu, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân, trưởng ban tổ chức đại lễ, hoan hỷ chia sẻ: Ngày Phật Đản là cơ hội tốt để mọi người dân nơi đây hướng về Phật pháp. Chương trình thắp nến hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, vạn dân an lạc, nhà nhà người người luôn được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật và của đấng từ phụ Thích Ca, nhân kỷ niệm ngày Ngài thị hiện cõi ta bà. Khi tiếng chuông chùa vang vọng cũng là lúc báo hiệu chương trình đêm hoa đăng kính mừng khánh đản chính thức bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của đại lễ Phật Đản, toàn thể chư tôn đức đã tiến về lễ đài trong màu quỳnh y tỏa sáng. Nhưng tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương
Nam thượng nàng thế giới, đại từ đại bi biết dẫn đạo xứ A Di Đà Phật. Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chúng con thành kính cung thỉnh tịnh xá chúng. Mô Phật, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ trụ trì an toàn. Cung thỉnh sư tôn và thân thân và toàn thể vị Phật tử hướng về sư phụ trụ trì đồng tịnh xá. Mô Phật. Trong kinh A Hàm có câu: một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường đã xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kinh Pháp Cú số 193 Phật dạy: khó gặp được Như Lai không phải đâu cũng có, chỗ nào Phật đản sinh nơi đó tất an lạc. Nếu cho rằng Như Lai là Đức Phật có 32 tướng tốt gọi là Như Lai xuất thế thì quả thật rất khó gặp. Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ đã nhập diệt trên 2.500 năm. Đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy có một vị Phật nào khác ra đời. Nhưng nếu hiểu về theo tinh thần Kinh Kim Cang, Như Lai tức không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nghĩa là phi sắc, phi tướng, vô hình, vô vật. Thì khi chúng ta tọa thiền, tâm lặng lẽ, mà hằng tri thì ấy Như Lai đã hiện tiền. Một niệm tỉnh giác thì Đức Phật ra đời, vì Phật là giác. Một niệm điên đảo chạy theo trần cảnh thì Đức Phật nhập diệt. Khi Như Lai tự tâm đản sinh, nghĩa là lúc tâm an tịnh sáng suốt, thì rõ ràng nơi ấy tức khắc được an lạc. Thật hạnh phúc vô biên, là phước duyên tốt lành cho tất cả chúng ta, những người con Phật. Bởi chính những thông điệp dạt dào tình thương tràn đầy nhân bản ấy đã hòa dịu trong tâm khảm con người, đi vào tận cùng của ngõ ngách của cuộc đời, làm cho cuộc thế thăng hoa thêm nhựa sống, khiến cho trái tim con người rung động tâm thần và hướng về Ngài, hướng về đấng cha lành của bốn loài, đấng toàn tri trong ba cõi huyền diệu này, trên mười phương chư Phật gia hộ, dưới sự chứng minh của chư tôn thượng tọa đại đức tăng và sự hiện diện rất mực thành kính trang nghiêm của hàng trăm quý vị thiện nam tín nữ và đồng bào Phật tử đang trở về nương tựa bóng cha lành. Giờ đây chương trình đêm hội hoa đăng cúng dường Đức Phật đản sinh sẽ được bắt đầu bằng nghi thức khai chuông. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể đại chúng hoan hỷ ngoài lắng lòng thanh tịnh nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Xin cung cử ba hồi chuông. Tiếp theo chương trình là lời cảm niệm đêm hoa đăng. Vậy giờ phút này xin mời Đại Đức Thích Giác Minh Quảng thay mặt ban tổ chức tuyên đọc cảm niệm đêm hoa đăng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện tiền diện đạo tràng. Đêm nay ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, Phật lịch 2557, tại đạo tràng tỉnh xá Ngọc Minh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, long trọng cử hành đêm lễ hoa đăng để dâng lên cúng dường Đức Phật nhân sự kiện đản sanh của Ngài. Chúng con nguyện đem ánh sáng từ bi trí tuệ được thắp lên bởi những trái tim xin thành tâm nguyện cầu cho tứ ân vạn loại thế nhân cùng muôn loài vạn vật được bình an, cởi bỏ những vướng mắc buộc ràng phiền não chấp trước của cuộc đời trong thế giới sinh diệt. Đêm nay trong buổi lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật đản sinh, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức thiêng liêng được tôn vinh, được đưa vào đời sống cộng đồng,
đây là cơ hội tốt để mọi người hướng về Đức Phật, hướng về hình ảnh siêu thoát của bậc Xuất Trần Thượng Sĩ. Vì vậy, chúng ta cùng toàn thể hội chúng ngày hôm nay xin nhất tâm hướng về Đức Phật bằng cả lòng tôn kính vô biên, và xin đại chúng hãy trang nghiêm như pháp và thành kính hướng về tôn tượng của Đức Phật, nhất tâm đem hết tâm thành để dâng lên cúng dường Ngài. Con nguyện đem ánh sáng trí tuệ được thắp lên bởi những trái tim của lòng từ bi, xin thành tâm nguyện cầu cho tứ ân vạn loại, thế nhân cùng muôn loài vạn vật được bình an, cởi bỏ những vướng mắc buộc ràng, phiền não, chấp trước, để cuộc đời này không còn thăng trầm, đầy bi lụy bởi những nỗi nhọc nhằn trong thế giới của diệt sinh. Kính lạy Phật. Đêm nay chúng con được ngồi trong đêm hội hoa đăng dưới tình thương lòng bao dung đầy cao cả, bóng quỳnh y trang nghiêm rực rỡ của chư tôn thiền đức tăng hiện tiền. Chúng con cảm thấy được sự ấm cúng vô biên, và bấy lâu nay dường như đã quên lãng trong vô bờ lạnh giá của tham sân. Giờ đây, chúng con sẽ nâng niu từng ngọn nến trên tay với tất cả sự lắng động của dòng tâm thức. Tiếng cầu nguyện từ nội tâm, xin nguyện cho thế giới hòa bình, người người được an vui hạnh phúc trong ánh sáng của mười phương chư Phật. Ánh nến, con trân trọng nâng niu trên tay với tâm nguyện xin được sưởi ấm những trái tim cô đơn lạc lõng, những tâm hồn đang còn lạc giữa khu rừng tâm tối của một phút si mê và sân hận. Đêm nay, hàng ngàn ngọn nến được thắp lên bởi chư tôn đức và toàn thể Phật tử gần xa. Một lần nữa, xin được gửi ánh nến ấm áp, kính dâng lên cúng dường ngày đản sanh của Đức Phật, một bậc Đại Y Dương, Đại Pháp Dương đã đem ánh sáng từ bi, giác ngộ để chỉ đường cho chúng con và tất cả chúng sanh được thức tỉnh mê tâm, xa lìa mọi não phiền để sống đời an lạc. Công ơn của Phật thật vô lượng vô biên. Kính lạy Đức Thế Tôn. Ngọn nến thắp lên ánh sáng lương tri của nhân loại, một niệm nhất tâm hướng về Ngài với tất cả lòng tôn kính vô biên. Trong sự lắng lòng bên những ngọn nến lung linh, chúng con vô cùng xúc động, tịnh lòng để cảm nhận những phút giây thiêng liêng màu nhiệm. Kính lạy Thế Tôn, chúng con đang ngồi bên nhau trong ánh nến cầu nguyện. Chúng con đang tiếp nhận được sự ấm áp vô bờ của toàn thể mọi người trong đại chúng đã truyền nhau một trái tim yêu thương, một tấm lòng nhiệt huyết để cùng nguyện với nhau bằng đem lời từ bi để xóa bỏ hận thù, đem nụ cười để xua tan nước mắt đau thương, và đem ánh sáng màu nhiệm cho đêm hoa đăng này để tỏa sáng khắp muôn phương. Mọi chúng sanh đều được nương nhờ ánh sáng chiếu soi của Đức Phật mà trở về với sự tỉnh thức, đi đúng con đường thánh thiện. Nhưng rồi, một phút lặng hồn, chúng con cảm thấy mình còn quá nhiều khuyết điểm, lỗi lầm, vô tình làm thêm những điều tội lỗi trái với lương tâm để tự mình hổ thẹn với chính mình. Hỡi gió mây ơi, xin hãy gửi lời nguyện cầu này đến khắp cõi. Dù tâm tối mịt mù, dù xa vạn trùng khơi, nơi đó có những chúng sanh đang chịu đựng biết bao sự thống khổ từ thân xác lẫn tâm hồn. Sự khổ đau của nhục hình, sự trả nghiệp đớn đau mà tất cả chúng sanh phải gánh chịu vì sự mê lầm đã làm nên bao điều tội lỗi.
xin những ai đang còn lạc bước giữa dòng đời vạn biến, hãy sớm mau tỉnh thức trước sự quyến rũ của chợ đời hay cặn bã của danh lợi phù du. Nguyện ánh nến này sẽ là ánh sáng từ quang của chư Phật tỏa rạng khắp nơi, khiến tất cả những ai đang còn lặn hụp giữa biển khổ trầm luân nhìn thấy ánh sáng mà tìm đường trở về, không còn là người khách đến bao lần của quán trọ trần gian, không còn là người lữ khách trên chuyến tàu sinh tử tự sinh. Nguyện ánh nến này sẽ xua tan đi những đêm dài vô minh tâm tối của cõi đời não phiền đầy ô trược, xua tan đi bóng tối mịt mờ của chúng con, và chúng sanh sẽ được trở về với chính mình. Hỡi toàn thể mọi người, trong đêm hoa đăng, ngọn nến trước gió cũng như kiếp nhân sinh vô cùng mỏng manh yếu ớt trước bát phong cuộc đời, chúng con không mong gì ở thế giới này những tòa cao ốc hiện đại. Chúng con chỉ mong có cuộc sống hòa bình, không binh đao, không súng đạn, giữa các quốc gia không còn lằn ranh biên giới của lòng người. Chúng con mong có một bầu không khí trong lành để nhân loại cùng hít thở bầu trời xanh. Chúng con cũng không mong một cơn đại sóng thần để rồi nước mắt của nhân loại đã ngập tràn như biển Đông trong nỗi đau chia cách tột cùng bởi thiên tai, sự phẫn nộ của thiên nhiên. Kính lạy Đức Thế Tôn, cuộc đời này còn lắm nỗi đau thương, tất cả chỉ là phù du tạm bợ. Mọi thứ tiền tài, danh vọng rồi bỗng chốc hóa thành hư không. Ngày nào con người chưa biết ngồi lại với chính mình để lắng nghe những trăn trở của cõi lòng, những khát vọng hiếu ân, khát vọng hòa bình của tiếng nói từ lương tri, thì ngày đó thế giới vẫn phủ lên mình một màu bi thương. Lời dạy của Đức Thế Tôn lâu nay chúng con chỉ biết nói suông, nói bằng thứ ngôn từ cọc cạch của thế gian cho khoa trương, trống rỗng. Chúng con chưa từng một lần thực tập, hành trì cho đúng nghĩa, để rồi ngày nay con vẫn ngỡ ngàng trước trang kinh lời Phật dạy. Bởi chúng con chưa từng biết trở về, chưa từng biết buông bỏ những ảo ảnh phù du của thế gian. Xin nguyện với tinh thần hòa hiệp đoàn kết, chúng con nguyện chung sức bảo vệ đạo pháp, chúng con nguyện sống giữa đời thiện lành, làm người phụng sự giáo pháp mãi trường tồn, để rồi chúng con được phần nào tiếp nối dòng sinh mệnh của ba đời chư Phật, bảo vệ trái đất này mãi mãi một màu xanh, bảo vệ giọt máu của những người vô tội không còn rơi xuống bởi hận thù, tham lam và si mê. Toàn thể mọi người trong đêm hội hoa đăng nguyện nỗ lực cống hiến cho cuộc đời bằng cả trái tim, bằng lòng nhân ái của người con Phật, để không phụ ân Đức Phật đã dành cho chúng con. Những ngọn nến hoa đăng lung linh trong tiếng kinh cầu nguyện đã tạo nên một không gian vô cùng linh thiêng và ấm cúng, để dân trọn lòng thành cúng dường ngày đản sanh, cũng như cầu nguyện cho chúng sanh vạn loại. Theo đó, mọi người còn được thực tập thiền quán niệm hơi thở dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng Tịnh Xá Ngọc Minh. Vì đã quen suy nghĩ nhanh nhẩu và nhạy bén, chúng ta rất dễ phóng tâm khi cố gắng tập trung trên một đề mục duy nhất như hơi thở chẳng hạn. Thậm chí chúng ta có thể căng thẳng khi tâm không làm theo thói quen thường ngày của nó. Thực tập quán niệm hơi thở cùng với chánh niệm tỉnh giác, ta sẽ thấy được sự sinh diệt của những cảm thọ trong ta, và rồi sẽ ý thức được sự vô thường của vạn pháp. Khi thấy rõ sự vô thường, ta sẽ thương yêu sự sống của muôn loài hơn, ta sẽ trân quý từng phút giây màu nhiệm đang diễn ra quanh ta. Tâm của ta sẽ trở nên từ bi và dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm tổn thương ta, và chính ta cũng sẽ không muốn gây đổ vỡ hay tổn thương cho ai nữa.
theo dõi hơi thở và quan sát mọi vật quanh ta, ta sẽ thấy được sức sống của ngọn cỏ non đang vươn mình qua khe lá. Ta sẽ thấy vẻ đẹp diệu kỳ của những bông hoa tím dại, vẻ rực rỡ huy hoàng của những giọt sương long lanh dưới nắng ban mai. Ta sẽ thấy sự vô thường của cuộc đời biển dâu. Ta sẽ thấy những gì ta đang lao tâm khổ trí cả một đời để vun đắp, bám giữ, nào là danh vọng, tiền của, sắc đẹp, mà ta luôn tưởng rằng đó là hạnh phúc. Tất cả những điều đó thật là tầm thường và vô nghĩa. Khi tâm ta an tịnh, ta cũng sẽ thấy được vẻ đẹp của thời gian trong phút giây lắng động của tâm thức. Thường xuyên thực tập quán niệm hơi thở cùng với chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp cho ta có được an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, khi mà tâm ta không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Chỉ có phút hiện tại, tuệ quán chính là đây. Hãy thực hành như thế. Và cứ thế, trong chánh niệm tỉnh giác, ta sẽ nhận ra sự chuyển hóa trong tâm ta. Ta không còn thái độ tiêu cực trong cuộc sống. Ta sẽ cố gắng sống tốt hơn theo lời Phật dạy. Ta sẽ thương yêu mọi người quanh ta hơn. Nhân cách ta ngày ngày hoàn thiện hơn. Và đó chính là sự nhiệm màu của quán niệm hơi thở. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Giác Hiếu, trưởng ban tổ chức, đã có đôi lời pháp thoại chia sẻ về ý nghĩa đêm hoa đăng và lợi ích của việc thắp đèn cúng dường Đức Phật. Buổi lễ diễn ra hơn 2 giờ nhưng đã để lại thật nhiều ấn tượng đẹp, mang đầy ý nghĩa trong đêm rằm tháng tư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, trong đêm hội hoa đăng tối hôm nay, tất cả chúng ta đều đã biết, cách đây trên 25 thế kỷ có một sự kiện quan trọng, đó là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta xuất hiện giữa cõi đời. Ngài xuất hiện giữa cõi đời để làm gì? Ngài xuất hiện giữa cõi đời như trong kinh Pháp Hoa đã dạy, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, hay là làm lợi ích cho chúng sinh cõi người cõi trời được thừa hưởng công đức lành mà an lạc. Chính vì sự kiện đó, tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh, văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân long trọng tổ chức tuần lễ Phật đản với ý nghĩa nói trên. Suốt trong tuần lễ Phật đản vào ngày mùng 8 là lễ khai kinh cũng như cầu nguyện quốc thái dân an. Và suốt trong thời gian qua, tối ngày 14 tháng 4 âm lịch, ban tổ chức cũng long trọng tổ chức lễ tấm Phật để thể hiện tấm lòng quý kính người con Phật đối với bậc giác ngộ giải thoát. Và sau lễ tấm Phật là chương trình ca múa nhạc Phật giáo để thành kính cúng dường lên Đức Phật và chư vị Bồ Tát nhân sự kiện quan trọng này. Và sáng hôm nay, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân cũng như ban tổ chức và toàn thể tăng ni Phật tử xa gần đã hội tụ về tại lễ đài chính của ban trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân Tịnh Xá Ngọc Minh long trọng tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2557 dương lịch 2013 được diễn ra long trọng
và thành tựu. Trong chương trình tuần lễ Phật đản tối ngày 15 tháng 4 âm lịch, ban tổ chức cũng long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng để đem hết tâm thành kính của mình dâng cúng dường lên Đức Từ Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với ý nghĩa như sau. Trong quá trình tu tập, tất cả thiền quán, tịnh độ, niệm Phật, cầu nguyện, kinh hành, tất cả các pháp môn mà Đức Phật hướng dẫn cho hàng hộ học, tăng ni, Phật tử trong khắp năm châu bốn biển suốt 25 thế kỷ qua đều nhằm mục đích là an trụ nội tâm, giác ngộ và giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sự khổ đau ràng buộc của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Tối hôm nay tại văn phòng ban trị sự Phật giáo Viện Hàm Tân, lễ đài chính của huyện hội long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng với ý nghĩa cao thâm ấy. Chúng ta trong một thời khắc rất là ngắn mà chúng ta thực tập được năm phương pháp để cúng dường cho ngày đại lễ Phật đản, nhất là cúng dường lấy Đức Từ Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Trong mọi sự kiện, quý vị cũng đã thấy những sự kiện quan trọng để thể hiện tấm lòng quý kính, chúng ta đều làm những cái công trình, những cái hành tu tập, những cái hạnh lành để cúng dường. Thì tối hôm nay trong một đêm hội hoa đăng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chúng ta đều thực tập được 5 pháp tu tập, và 5 pháp tu tập đó hết sức thiết thực để cúng dường lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. 5 pháp đó là gì? Vừa qua quý vị đã đem hết thân mệnh của mình hướng về Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng nhất tâm đảnh lễ. Đó là một công đức, một gương hạnh mà tất cả mọi người ai cũng thực hiện. Đó là một. Điều thứ hai là quý vị được đi kinh hành vòng quanh đạo tràng Tịnh Xá, nơi lễ đài chính thức, với từng tâm niệm, từng bước đi thanh thoát nhẹ nhàng, từng tâm niệm thanh tịnh niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kết hợp giữa kinh hành và niệm Phật. Đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là quý vị được hướng về tôn tượng đản sanh của Đức Từ Phụ, thành kính thọ trì thời kinh cầu nguyện cho quốc thới dân an. Đó là điều thứ ba. Thứ tư, điều cuối cùng là gì? Để thể hiện tấm lòng quý kính và công hành tu tập của người Phật tử xuất gia và tại gia, trong phương pháp cuối cùng là phương pháp thiền quán, để thanh tịnh thân khẩu ý của mình, thanh tịnh nội tâm của mình, để cúng dường lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. 5 phút mà thôi, nhưng kết hợp lại quý vị thấy vô cùng ý nghĩa, quan trọng. Đem hết thân tâm của mình trang nghiêm thanh tịnh mà cúng dường lên Đức Từ Phụ của chúng ta, nguyện cầu hồng ân tam bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phóng đại hào quang chứng minh cho toàn thể hội chúng, và cầu nguyện cho toàn thể hội chúng thân tâm thường an lạc, bồ đề được tăng trưởng, đạo quả chóng viên thành. Và cầu nguyện cho quý vị sống một cuộc đời thật là ý nghĩa và an lạc thực tại trong cuộc sống.
Kính thưa liệt quý vị, đêm hội hoa đăng hội tụ năm phương pháp tu tập để cúng dường lên đức từ phù của chúng ta vô cùng ý nghĩa và quan trọng, công đức vô lượng. Nguyện cầu công đức lành này hồi hướng cầu nguyện cho quốc thế dân an, chúng sinh dị độ, và cầu nguyện cho tất cả các vong linh, hương linh, chơn linh, cửu quyền, tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị, của hội chúng, của chúng sanh chung, họ nhận công đức năm pháp cúng dường nhân này, đêm hội hoa đăng hôm nay, để cầu nguyện cho quý vị được siêu thoát, và đồng thời cầu nguyện cho tất cả các vong linh, hương linh, chơn linh, chết bất đắc kỳ tử, không nơi nương tựa, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, chiến sĩ trọng phong, đồng bào tử nạn, kẻ chết sông, chết suối, chết bùi, chết bờ, kẻ chết thờ ơ không người cúng quẩy, hoặc là nghiệp vay quá khứ, nghiệp báo tiền kiên, nay thác xuống quỳnh tiền, nào là túi sinh chi loại, nào nón xanh, khai xanh, hóa xanh, thấp xanh, bò bay mấy cửa, con trùng thảo mộc, với kiến hữu tưởng vô tưởng, cũng thừa tư công đức đêm hội hoa đăng hôm nay mà siêu sinh tịnh độ. Góp phần cầu nguyện chung, kẻ âm được siêu, người dương được thơ thới, cùng pháp giới chúng sinh về thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phát Đại Chứng Minh. Mà nuôi lớn tình thương giữa thế gian đầy hận thù tham chấp đầy, trong âm hưởng thanh thoát trang nghiêm thấm được tình đạo vị, đêm hồi hoa đăng kỷ niệm ngày đản sinh của Phật đã dần khép lại. Ban tổ chức chúng con vô cùng hân hoan và xúc động trước sự hiện diện an lành của chư hiện tiền chư tôn thiền đức. Với sự hiện diện của quý ngài đã nổi lên tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa đoàn thể tăng già. Với tất cả những điều tốt đẹp nhất, xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng, pháp thể kim đen, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, để quý ngài mãi là một thầy khả kính, là vị thuyền trưởng tài ba, lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng con đến an vui hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử phước khỏe trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn và an lạc. Kính thưa quý liệt vị, dẫu cố gắng rất nhiều để đêm hội hoa đăng kỷ niệm ngày đản sinh được thành công viên mãn, nhưng ban tổ chức chúng tôi vẫn không sao tránh khỏi những vụn về sơ sót. Vì thế kính mong đại chúng vì lòng bi mẫn mà niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng cũng như toàn thể hội chúng đồng khởi thân đứng lên. Dạ chúng tăng điều toàn lấy tăng hoàng đồng. Trăm hương đó đào nhìn nó đã lan truyền nơi cùng